À, nhà ma xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 6 tháng 4 năm 2024 mọi người. Rồi thì bên em tiếp tục về được một số mặt hàng lan rừng, thì sau công tác chuẩn bị thì mình đã chia ra tầng hình và đánh số đối tượng, thì mọi người xem được hình nào thì chắc mình đã giúp em mọi người. Rồi thì hôm nay lan về cũng rất là thập cẩm mọi người, gồm có rất là nhiều loại, mọi thứ một ít mọi người. Thì tìm xin điểm sơ các mặt hàng có ngày hôm nay. Thứ nhất là em về có lan trắng thu này, hai phần trắng thu này, hai phần hài táo này, rồi hai phần hắc mau này, rồi các hình lan nguyên bản và hàng về đại bạch hạc nhau này đấy. Rồi tiếp theo là một phần lan cẩm báo này, hai phần lan quế trắng tháng 8 nhé người, rồi hai phần bò cạp này, rồi các phần hoàng lan hay gọi là hoàng lạp nhé người, hoa màu vàng rất đẹp nhé người, đây hoa bền. Tiếp theo là lan địa lan tím nhé người đấy, rồi tiếp theo địa lan kiếm tứ thời này này đấy. Rồi một phần một cái nguyên bản hoàng thảo thập hoa, phần một phần hương bani, hai cái gì lan tục đoạn nha mọi người đấy, rồi lan kiếm bà nà mọi người, cái dòng lan kiếm lá ngắn nha mọi người, cái thân nó ngắn, lá nó ngắn, cái dòng này nó hay cho cái màu hoa màu hồng nha mọi người đấy. Rồi các hình lan thanh đạo nè đấy, rồi combo lồng sộn đấy, rồi một phần nhãn hương tam bảo sắc nha mọi người đấy, các hình đấy, thập cẩm này đấy, rồi và một cái combo lồng sộn nhiều loại lan nha mọi người đấy. Rồi thì hàng về lúc nào thì em bán lúc đó nha mọi người, thì có ít bán ít, có nhiều bán nhiều, có gì bán nấy nha mọi người. Thì em sẽ quay cụ thể từng cái hình một, thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó giúp em nha. Rồi trước khi mà quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại Zalo liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất với ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong. Rồi ngồi chia sẻ các mặt hàng lan rừng thì bên em như một khi là em còn chia sẻ thêm sản phẩm trà dễ rừng nha mọi người. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì cây trăng trong quá trình chăm sóc phát triển và chưa cho thu hoạch được nha mọi người, thì hôm nào có thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị về dùng. Đối với cô chú anh chị nào mà mua lan trên kênh, nếu mà có nhu cầu sử dụng là thử sản phẩm trà dễ rừng đấy, thì mọi người cứ nói em tặng. Trường hợp của chú anh chị nào mà dùng rồi thì tiếp tục mọi người mua nha mọi người đấy. Thì bữa giờ thì cô chú anh chị họ cũng khá nhiều, cũng chưa có sản phẩm lại đấy, cũng khá là lâu rồi. Thì em giới thiệu cái cây về sơ qua cây trà dễ rừng đấy. Thì cây trà dễ rừng là nó có tác dụng hỗ trợ điều trị dạ dày, nhiều vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại nha mọi người. Thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Rồi thì ngoài tác dụng kể trên thì em xin chia sẻ đến cô chú anh chị một cái tài liệu khoa học về công trình nghiên cứu tác dụng của polyphenol trong cây trà dây nha mọi người, trên một số chỉ số lipid máu và một bệnh học của sơ vữa động mạch. Cái thí nghiệm là trên thỏ uống cholesterol nha mọi người. Đấy. Thì cái công trình này là nó xoáy về vấn đề cholesterol nha mọi người. Nói câu này không rất là phổ biến này. Cholesterol là lipid máu, nó liên quan đến dầu mỡ đây mọi người. Thì lipid máu thì mỡ đấy, mỡ trong máu, cái bệnh máu nhiễm mỡ đấy. Rồi thì cái máu nhiễm mỡ thì nó có các chỉ số từ thấp đến cao, nếu lượng mỡ máu nó nhiều đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông hoặc huyết máu trong các mạch máu nha mọi người đấy. Rồi thì trường hợp nó mỡ nhiều thì nó gây đến tắc nghẽn hay sơ vữa mà gây vỡ động mạch nha mọi người đấy. Trường hợp máu không lây một số vùng cần thiết thì sẽ nó gây bệnh đột quỵ nhưng mà như máu không lây não. Đấy, thì công trình nghiên cứu này do các tác giả đang nghiên cứu chứ mà trong đó có bác Phạm Thanh Kỳ, giáo sư tiến sĩ nghiên cứu cái công trình này. Cái tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng mà thì bất kỳ ai cũng có thể xem tham khảo được cái tài liệu này. Đấy. Rồi, tài liệu này gồm có 8 trang nhưng mà đấy 8 trang một đấy, từ mở đặt vấn đề đến kết luận vấn đề đấy. Nó đầy đủ tất cả thông tin ở trong này luôn rồi mọi người. Đấy. Thì như một khi em để cái đường link tải ở phần bình luận nhận xét của video bên dưới này nè. Đấy mọi người tải về máy tính, điện thoại hoặc có thể in ra các tờ như thế này. Đấy, nếu mọi người đọc tham khảo trường hợp của chú anh chị mà lớn tuổi thì nhờ con hoặc cháu nó ghi mọi người tải về in ra. Đấy. như cái trang giấy như thế này thì đọc đầy đủ hết lên mọi người. Đấy, rất là cụ thể và chi tiết trong cái tài liệu này. Đấy một cái tài liệu rất là quý giá nha mọi người. Đấy. Rồi thì trong như thế này thôi đấy, nhưng mà thật ra rất là quý nhưng mà đấy là những cái nhiều lúc mình đi tìm đâu xa xôi đấy, những cái quen thuộc này kia thứ bên cạnh mình, một điều
nếu mà kết cái vấn đề ra là những thứ quen thuộc và thường là những cái rất là ý nghĩa nha mọi người, những lúc mình nhận ra khi nào thôi nha mọi người. Rồi thì thời gian tới em sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái chạy dây rừng và một số cái tài liệu liên quan như thế này nha mọi người. Rồi mọi người theo dõi các mặt hàng lan rừng và em có thể chia sẻ thêm sản phẩm chạy dây rừng trên kênh. Mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Dạ rồi thì theo thứ tự sẽ em giới thiệu ở đây xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Đầu tiên là em giới thiệu lan gián thu nha mọi người. Đấy, gián thu mùa này thì cây đang hoa luôn, đấy, hoa cũng rất đẹp nha mọi người, đấy, hoa chùm nhiều bông này, đấy, nở màu hồng rất đẹp nha mọi người, hồng. Rồi hoa có gián thu nha mọi người, đấy, hoa chỉ thiên nha mọi người, đấy, hoa chỉ thiên này, đấy, mọi người về trồng tạo những tác phẩm gián thu như thế này, đấy, lan gián thu nha mọi người. Rồi hình hôm nay em có hai phần nha mọi người. Đấy, hình số 1 nha mọi người, mỏng 100.000 cho 5 cây xếp lớn này. Đấy, ở đây là cây đầu tiên này, đấy lá dòng lá xếp nha mọi người, đấy hoa và nó chỉ thiên này, đấy hoa tím cộng tím rồi gì cũng tím hết nha mọi người. Hàng rừng nó như thế này nha mọi người, đấy, một này. Tiếp theo là cây số 2 này, đấy, đó lấy hoa chỉ thiên rất xinh rất đẹp nha mọi người. Đấy, người về chăm thì nó sẽ có nhiều bờ hoa như thế này, vừa rồi được hai bờ hoa này. Đấy, hoa chỉ thiên này rất đẹp. Đấy, tiếp theo là đến thì cây số 3 này, đó dòng đơn thân rễ gió nha mọi người, người trồng rất là dễ nha mọi người, nó ra các rễ gió nó bám vào giỏ thể thôi. Đấy, 4 này, tiếp theo là cây số 5 này, cây cũng đã dài rồi nha mọi người, nên này ra hoa rồi. Rồi 5 cây gián thu lớn nha mọi người, hình này hình 100.000 cho người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 2, 100.000 cho 15 cây nhỏ, thì gồm có các cây như thế này. Đây, cây đầu tiên này, đây cũng vẫn ra hoa bình thường nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến cây số 2, em người về ghép hết lại. Rồi cây số 3 này, đấy, nó có vấn đề thì lên ngọn mới nha mọi người. 3 này, 4 này, 5 này, đấy, này lá tròn nha mọi người, 5. 6 này, đấy nhỏ như này vẫn ra hoa nha mọi người. Đấy, 7 này, đó, ra hoa rất đầy nha mọi người. Rồi 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, đấy, 12 này, 13 này, đấy, lá đỏ nha mọi người, 14 này, đấy, hoa rất đầy nha mọi người, 15 này, đó. Rồi 15 cây gián thu nha mọi người, hình này hình 100.000 cho người về sưu tầm hình số 2. Lan gián thu nha mọi người, loại lan rừng cho rất đẹp. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có hai phần lan hài táo nha mọi người, này dòng địa lan hài nha mọi người. Hai hoa của nó đây, mặt hoa nó đây nha mọi người, mọi người về trồng để tạo các cái hoa rất đẹp nha mọi người, nó vươn lên cao và nó cho một con hoa rất là xinh xắn nha mọi người. Em người về trồng nhiều thì nó sẽ ra hoa nhiều nha mọi người. Đó. Đó lan hài táo. Hình số 3, 100.000 cho 12 cây lớn nha mọi người. Đấy. Đây là cây đầu tiên. Đấy, hài táo nha mọi người. Cây như thế này nó rất là tạo khỏe ra nha mọi người. Này mọi người về làm giả thể như đất là mọi người trồng được rồi. Đấy. Sạch sẽ, thoát nước tốt, giữ ẩm là ok nha mọi người. Đó, 1 nè. Rồi tiếp theo là cây số 2 nè. Đấy, lá rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 3 nè. Rồi cây số 4 nè. Đấy. Tiếp theo là cây số 5 này, cây số 6 này, cây số 7 này, cây số 8 này, cây số 9 này, cây số 10 này, cây số 11 này, cây số 12. Rồi 12 cây táo lớn nha mọi người, hình số 3 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 4 100.000 cho 25 cây nhỏ nha mọi người. Các cây nhỏ như thế này, 1 này, 2 này, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè, 21 nè, 22 nè, 23 nè, 24 nè, 25 nè, đó. Rồi hình số 4 rồi, hài táo,
100.000 cho 25 cây mọi người về sưu tầm. Và rồi tiếp theo ngày hôm nay em có hai cái phần lan hoàng thảo hắc mau nha mọi người, loại lan rừng cho rất đẹp luôn. Hoa nó đây. Đấy, hoa rất đẹp nha mọi người, nó rất là sai hoa. Đấy. Một nó thường ra hoa trên ngọn này, lùn có 4 5 bông vậy đó. Rồi số 5 100.000 cho 20 bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, đó. Này hoa của nó này, đó. Sắp bung rồi nha mọi người. À, tiếp theo đến nguyên bản số 2 là một cây nguyên bản lớn nha mọi người. Mùa này thì nó cũng sắp anh hóa rồi nha mọi người. Này mọi người về chưa lên thì nó sẽ lên ra nha mọi người. Rồi cây nguyên bản lớn này, này mọi người về đặt chậu thì ok rồi, quá đẹp luôn. Nó cây nó lên hoa xong bắt đầu lên cái con mới nữa, đấy, nó được ok luôn. Rồi hai cây nguyên bản màu lớn nha mọi người, hình số 5 hay 100.000 mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 6, 100.000 cho 3 nguyên bản nha mọi người. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, đó cây đang nụ hoa này. Đấy, mùa này mùa quá hắc mau nha mọi người. Tiếp theo là đến cây nguyên bản số 2 này, đó cũng đang nụ luôn này. Đó, tiếp theo là cánh cây nguyên bản số 3. Đó, ba cây nguyên bản hắc mau nha mọi người. Đấy, mọi người là về lấy giống, đây ba nguyên bản luôn. Đấy, hình số 6 100 mọi về sưu tầm. Hôm nay em có hai hình hắc mau thôi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có lan đại bạch hàng nha mọi người, lan rừng cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đây hoa lan đại bạch hàng nha mọi người, hoa rất là dễ thương nha mọi người. Năm cánh trắng. Đấy, hồng như thế này, đấy, rất là đẹp nha mọi người. Rồi hình số 7 100.000 cho 50 bản mọi người về sưu tầm nha mọi người. Lan đại bạch hàng. Đại bạch hàng thì cái thân lá của nó thì nó rơi vào tầm độ 20 phân đến 30 phân thôi, cái nó không có dài hơn nữa nha mọi người. Cây nó như thế này là già rồi này. Đó, cây lớn rồi nha mọi người. Một nè, tiếp theo là cây số 2 nè. Đó. Và tiếp theo là đến cây số 3 nè. Thân nó như thế này thôi nha mọi người. Đó, cây số 3 nè. Và tiếp theo là cây số 4 nè. Và tiếp theo là cây số 5 nè. Rồi, 5 cây đầy bạch hạt nha mọi người. Rồi, hình số 7 nha mọi người, đấy 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 8 150.000 cho 5 nguyên bản luôn. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nè. Rồi tiếp theo là đến nguyên bản số 2 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 nha mọi người. Đó, 5 nguyên bản đại bạch hạt nha mọi người. Đấy, hình số 8 100. Tiếp theo là đến hình số 9 100.000 cho 5 nguyên bản nha mọi người. Đây nguyên bản đầu tiên nè. Tiếp theo là nguyên bản số 2 nè. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nè. Đấy, đại bạch hạt thì nó như thế này thôi nha mọi người. Tiếp theo là nguyên bản số 4 nè. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 nha mọi người. Mà tự nhiên thì nó có mọc nơi chùm như thế này thôi nha mọi người. Đấy, ít khi có gì lớn nha. Đấy. Nên 10 cây như một, hình số 10, hình số 9 100.000 5 cây, 5 nguyên bản. Tiếp theo là hình số 10, 100.000 cho 5 nguyên bản luôn. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nè. Đó. Này nó mọc ở vùng cũng rêu nhưng mà nên cái cây này cũng khá là ưa ẩm. Mà ở rừng thì nó thoát nước thôi, nó ẩm nhưng mà nó thoát nước. Đấy, mọi người về chú ý chế độ chăm sóc cho nó. Rồi tiếp theo là đến cây số 2 nè, nguyên bản số 2 nè. Tiếp theo là đến cây nguyên bản số 3 nè. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 4 này. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 5 này. Đó, 5 nguyên bản đây bạch hạt nha mọi người. Rồi hình số 10, đấy 100.000 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình 11 nha mọi người. Đấy, hàng dì lớn này, 100.000 cho 3 dì. Ở đây dì đầu tiên này, đây này mọi người bị ghép vào nha. Đó, cái này là ok rồi. Đấy, cái này các vết hoa cũ này. Đấy, này. Đó, cái này là vết hoa cũ trên nha mọi người. Đó. À, tiếp theo là đến về số 2 này. Đó. Rồi hai về này, rồi tiếp theo về số 3 này. Đó, ba về đại bạch hàng nha mọi người. Đó. Rồi hình số 11 nha mọi người, 100.000 cho ba về. Tiếp theo là đến hình 12, 100.000 cho 12 về lớn, còn có hai phần. Phần này và phần này, đấy, còn có cái gì như thế này này, đó, như thế này là lớn nha mọi người, một này. Rồi tiếp theo về số 2 này. Đấy. Tiếp theo là đến nhá về số 3 này, cái hàng rừng rất là khỏe nha mọi người. Tiếp theo về số 4 này. Đấy. Rồi tiếp theo về số 5 này.
hai con người về ghép lại nè. Tiếp theo là đánh nhá, về số 6 này, về số 7 này, đấy, về số 8 này, về số 9 này, về số 10 này, đó, về số 11 này, về số 12 đó. Rồi 12 về nha mọi người. Đấy, hình này hình 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Đấy, thì phần này cũng 12 về luôn. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này. Đấy, 12 về nha mọi người. Đấy, 12 về đại bạch hạc cho mọi người về ghép lại. Đấy. Rồi hình 100.000 cho 12 về cũng có hai phần nha mọi người. Rồi tiếp theo lấy hình số 13, 100.000 cho 20 về, hình nhiều về hơn này mọi người. 21 nè, 2 nè, 3 nè, nên nó có về hết nha mọi người. 4 nè, là hoa có trái nè. Rồi 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè. Đó. Rồi phần 20 về nha mọi người. Hình này hình 100. Rồi tiếp theo là đến hình 14, 100.000 cho 30 về. Đây hàng giống nha mọi người. Đây hàng giống 30 về như thế này rất nhiều. Đấy mọi người về ép vào. Đấy, quá trời trời luôn. Hàng giống có một phần. Đấy. Rồi 30 về nha mọi người. Hình 14, 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Lan ha. Đại bạch hàng nha mọi người. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có lan cầm báo nha mọi người. Em có một phần lan cầm báo. Rồi hình số 15 nha mọi người, 100.000 cho 7 cây. Đấy. Lâu lắm rồi mà có cái thằng cầm báo này về đây. Đây là cây đầu tiên này, nó dòng là Vanda rễ gió nha mọi người. Đấy. Cây rất to khỏe nha mọi người, những cây rừng rất như thế này rất là chất lượng rồi nha mọi người. Con này nó mới ra hoa này. Đó. Rồi cây đầu tiên này, tiếp theo đến cây số 2 này. Cái hàng rừng nó như thế này thôi nha mọi người, cây số 3 này. Cây số 4 này. Rồi cây số 5 này. Cây số 6 này. Đó, cây số 7 nha mọi người. Cảm báo nó cứ nhú lá này như thế này đấy nha mọi người. Rồi 7 cây cảm báo nha mọi người. Nè, mọi người về trồng lúa những cái lá non như thế này nè, phát triển. Rồi một phần cảm báo nha mọi người, cho 100.000 nha mọi người về sưu tầm. Rồi tiếp theo. Ngày hôm nay em có lan quế trắng tháng 8 nha mọi người, dòng quế trắng cho Vanda rễ gió nha mọi người, cho hoa rất đẹp, hoa rất thơm nở vào dịp tháng 8 nha mọi người. Đó, làng quế trắng tháng 8 nha. Rồi hình 16 nha mọi người, đây lâu lắm rồi mới có cái hàng quế trắng này, được hai phần 100.000 cho ba cây xếp lớn nè. Rồi đây là cây xếp đầu tiên nè, đấy xếp kiểu lá rất đẹp nha mọi người. Đấy, trên em nó cái dòng này nó cái lá nó không có xanh luôn, đấy, nên cái hoa của nó có màu hồng nha mọi người, điểm hồng. Đấy nó khác với cái cây mà lá nó xanh trơn luôn nha mọi người. Đấy, xanh không có cái vết gì. Rồi tiếp theo là đến cây số 2, đây mọi người về sưu tầm một cái giống quế trắng nở về tháng 8 nhưng mà nó có điểm hồng nha mọi người. Đấy, rồi cái số 2 nè. Rồi tiếp theo là cái số 3 này, nó ba cây quế trắng rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi hình 16 100. Tiếp theo là đến hình 17 120 cho 10 cây nhỏ nha mọi người. Đấy, còn một phần này đây. Cái đầu tiên này, đấy quế trắng là thân lá nó ấy nè, càng điểm hồng nha mọi người. Đấy một nè. Rồi tiếp theo là đến cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, nãy dòng xếp nha mọi người. Cây số 4 này. Rồi cây số 5 này. Rồi cây số 6 này. Cây số 7 này. Cây số 8 này. Nó như thế này có hoài mà. Cây số 9 này. Rồi cây số 10. Đó, 10 cây quế trắng nha mọi người. Rồi, hình này hình 120 nha mọi người, em người về sưu tầm. Hình số 17. Hôm nay em có hai phần quế trắng đó nha mọi người. Rồi, tiếp theo. Nam có hai cái phần lan bò cạp rừng nha mọi người. Một phần nguyên bản một phần rời nè. Đấy lan bò cạp rừng, hai loại lan rất là độc đáo nha mọi người. Này nó có nhiều mặt hoa lắm. Đấy.
đấy, hoặc nó thạng dạng chuỗi dài này, đó, nó cho ra các đính các hoa trên này như vậy, nó làm một cặp rừng. Rồi hình số 18 nhé mọi người, một cây phần 150 nguyên bản, hai nguyên bản rồi. Đấy một cặp rừng mà các cái hàng nguyên bản này nó ít khó nhé mọi người. Rồi đây là cây đầu tiên này, cây đẹp nha mọi người. Đấy này nó ra vòi hoa dài là như thế này nha mọi người. Đó. Đó. Kiểu hoa phát hoa của nó như thế nhé mọi người. Đấy, cây nguyên bản luôn này. Đó. Rồi tiếp theo là đến cây số 2 này. Đó này cũng có một ngọn này, hai ngọn nha mọi người. Đó. Nhưng quả cạp này cái ngọn nó có vấn đề gì thì nó sẽ lên cây con mới nha mọi người. Rồi hai cây bò cạp rừng đấy, này mọi người không cần phải ghép nữa, đấy là thích nghi rồi. Đấy. Nó về trồng nó sẽ ra những cái rễ mới như thế này nha mọi người. Đó. Rồi hình 18 nha mọi người, 150 cho hai nguyên bản. Tiếp theo đến hình 19, 100.000 cho 4 cây. Rồi đây là cây đầu tiên này, đó cây lớn nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là đến cây số 2 này. Đấy. Rồi tiếp theo là đến cây số 3 này. Đó. Thì cái ngọn nó có vấn đề là cây con mới rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy này cũng thế, nào về trồng nó lên cái ngọn mới thôi. Rồi, hình 4 cây 100 nha mọi người. Hôm nay em có hai phần một cạp thôi. Đấy, người về sưu tầm. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em về có lan hoàng lan, hay gọi là hoàng lạp nha mọi người. Đấy. Thì kiểu hoa của lan thì hoa màu vàng nha mọi người. Phân nhánh rất là nhiều bông nha mọi người. Người về trồng này cái tới một hoa nó nở rất là đẹp nha mọi người. Đó. Nó lan hoàng lan, hay gọi là hoàng lan nha mọi người. Hoa nhận chùm màu vàng nha mọi người. Hoa này nở bền lắm. Đấy. Cái dòng này thì nó cũng giống như cái cây lan sơn thủy tiên nha mọi người. Hai thằng này nó về hình thái nó giống nhau, nhưng mà hoa khác nhau thôi. Đấy. Lan hoàng lan nha mọi người. Rồi, đầu tiên em có một cái dừa lớn này. Đấy, nguyên một cái dừa lớn 150 đấy. Dòng này rất là hay nè, đây cái lá của nó nè. Đấy. Nó bóng mà nó trơn rất đáng như mày. Đấy. Đấy, rất là độc đáo này. Đấy. Thân lá này, thân của nó vàng ươm hết trơn à. Đấy. Lá của nó này, đó. Kiểu lá rất là ấy như mày. Đấy 1 2 3 4 5. Đó. Đây các mắt hoa nó giấu ở trong này nè. Đó. Cái này rất hay như mày. Đấy này. Cái gì hoàng lan này thấy rất đẹp như mày. Đấy. Mới ra hoa vàng ươm này. Đấy. Mà cái thân lá của nó này nó hay. Đó. Thân lá này, đó, lá nào cũng thế nha mọi người. Nên có cái giống này cũng khá đấy. Là nguyên dì của nó nha mọi người. Cái này mà thế ghép lụa cũng rất đẹp này. Đó, quá đẹp rồi nha mọi người. Ngồi tự nhiên đẹp như này là miên man rồi nha mọi người. Quá đẹp luôn. Rồi cái này ấy này cái con nó lên, cái mùa cái con lên nhìn rất là mê nha mọi người. Rồi, dì hồng lan đầu tiên, dì đẹp nhất ngày hôm nay nha mọi người. Đây lá bóng bẫy nè. Mọi người nhìn cái cảm nhận cái lá của nó trơn mà mới là cực chân luôn á, đấy, khá là hay. Đấy. Lá này nó cũng ấy nè. Rồi hình 20 nha mọi người, hình 150 cho về hoàng lan lớn đây. Đấy. Tiếp theo là đến hình 21, 100.000 cho năm về. Rồi đây là gì đầu tiên này, đấy hoàng lan thì mọi người về trồng các chậu như thế này là ok rồi nha mọi người. Sau nó lớn này đẹp nha mọi người, hãy bỏ hoa rất dài. Rồi tiếp theo là đến gì hoàng lan số 2 này, đấy mới ra hoa này, đó, hoa rất nhiều nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo đến về số 3 này. Đấy, này ghép vào thôi, ghép vào là đẹp thôi nha mọi người. Có cộng thêm giá trị nên là ok nha mọi người. Số 3 này, đấy, tiếp theo là về số 4 này. Đó. Rồi tiếp theo là về số 5 nha mọi người. Ghép vào. Hay lớn to khỏe nha mọi người. Rồi, 5 về hoàng lan nha mọi người. Hình này hình 100 cho mọi người về sưu tầm nha. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 22. 100.000 cho 5 về luôn. Rồi đây dì đầu tiên nha mọi người, đấy hàng rừng này nhìn nó rất là chắc nha mọi người, cây rất khỏe. Đấy, các mắt hoa này thì nó sẽ mùa tới nó sẽ ra hoa nha mọi người. Đó. Cái bề thân lá của cây hoàng lan này nhìn nó ít khi bị lỗi lắm nha mọi người. Nhìn mít thấy cũng đẹp. Đấy. Rồi cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, đấy lá rất đẹp nha mọi người. Như nguyên bản này. Đấy. Rồi tiếp theo về số 4 này. Đấy, cây này lớn dài, đấy vòi hoa dài nhằn luôn này. Rồi tiếp theo là về số 5 này. Đấy. Rồi, 5 về hoàng lan nha mọi người. Đấy, hình này hình 100.000, hình 22. Tiếp theo là đến hình 23, 100.000 cho 7 về. Rồi đây là về đầu tiên này. Đó, thì mọi người ghép đúng thế của nó thì nó đẹp thôi. Rồi tiếp theo là đến về số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là đến về số 3 này.
Đấy, đây nha mọi người. Nhìn như thế này thôi nhưng mà nó đây. Rồi tiếp theo, đánh về số 4 này, lại cứ ghép đúng thế luôn, nó là đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là đánh về số 5 này. Đấy. Rồi tiếp theo là đánh về số 6 này. Đấy. Rồi tiếp theo là đánh về số 7. Đó, 7 về. Đấy, mỗi cây ngồi tự nhiên nó có cái thế riêng của nó nha mọi người. Mọi người về ghép đúng với nó là đẹp rồi. Rồi hình 23 100. Tiếp theo là đánh hình 24. 100.000. 10 về hoàng lan và 5 về hắc mao nha mọi người. Đấy, hoàng thảo hắc mao thì đây, hoàng nó hắc mao đây. Đó. Rồi, đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Thằng này là thằng tinh bạch mọi người. Rồi tiếp theo là đánh nguyên bản số 2, đây này nguyên bản tinh bạch này. Rồi, cái này là lan hoàng thảo hắc mao này. Đó, này hoàng thảo hắc mao này. Rồi, hoàng thảo hắc mao này. Rồi cắt về lan hoàng lan nha mọi người. Một về nè. Tiếp theo là về số 2 nè. Đấy. Rồi tiếp theo là về số 3 nè. Đấy. Cây nhỏ thôi nhưng mà nó đầy nha mọi người. Rồi tiếp theo là về số 4 nè. Đấy. Rồi tiếp theo là về số 5 nè. Đấy, rồi về số 6 nè. Đấy, về số 7 nè. Về số 8 nè. Đấy, về số 9 nè. Về số 10. Đấy. 10 về hoàng lan nha mọi người. Lá này khá hay nha mọi người. 10 về hoàng lan và tinh bạch và hắc mao nha mọi người. Ba loại lan luôn, không phải hai loại. Đấy. Rồi hình 24 nha mọi người, 100 cho mọi người về sưu tầm. Giờ rồi tiếp theo ngày hôm nay em có hai cái phần đĩa lan tím nha mọi người. Đây hoàng của nó đây. Hoàng rất đẹp nha mọi người. Đó. Hoa rất dễ thương mà, nãy dòng này dòng mà ra hoa quanh năm, nãy từ sáng đến tối từ bốn mùa luôn, nãy mọi người đều được ngắm hoa, nãy này tức này trồng rất nhà khá là hay nha mọi người, ra hoa từ dưới lên trên biết rồi, nó rụng đến đâu bắt đầu lên trên dưới này, đó. Hoa rất hay nha mọi người, 25 nha mọi người, 100.000 cho 5 bụi lớn, rồi đây là bụi đầu tiên này, đó, dòng này rễ rất là khỏe nha mọi người, người về trồng nó háo rễ lắm. Đó. Trồng mà vừa chớm giá thể thôi, rễ nó tự ăn xuống giá thể, nó làm như đất là được nha mọi người. Đấy. Giá thể sạch sẽ, thoát nước, giữ ẩm tốt là được nha mọi người. Đấy. Rồi cây số 2 này, cây lớn số 2 nha mọi người. Đó. Đấy, cái từ rễ này là phần xuống giá thể còn trên nha mọi người. Làm sao nó phát triển thôi, cây này nó lên nhanh lắm, khỏe lắm, đấy. Dễ trồng nữa. Đó. Đó, cây con nứt liên tục nè, số 3 nè, rồi cây số 4 nè. Đấy, rễ nó này, rễ nó phùng là kinh khủng lắm. Đấy. Hệ rễ này khỏe đấy. Rồi tiếp theo là cái số 5 nha mọi người. Đấy, hoa rất đẹp. Đấy. Rồi, 5 bụi địa lan tím nha mọi người. Đấy, này 100. 26 này, đấy 100.000 cho 9 bụi nhỏ hơn. Đấy. Hiện nay về được có nhiêu đây nha mọi người. Lâu lắm rồi mà có lại cái thằng địa lan này. Đấy. Rồi, tiếp theo là cái số 3 này. Cái số 4 này. Bụi số 4, bụi số 5 này. Số 6 này. 7 này, 8 này. Đấy, số 9 này. Đấy, mọi người về trồng thì con lên như thế thôi nha mọi người. Rồi, trồng thích nghi rồi là hoa lên liên tục, có hoa chơi liên tục luôn nha mọi người. Trồng trước nhà thì đẹp mê luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có một cái dòng địa lan nữa. Địa lan kiếm tứ thời nha mọi người. Đây hoa của nó đây. Đó, hoa rất đẹp nha mọi người. Đó, mọi người trồng hoa chỉ thiên nha. Đấy. Hoa rất thơm. Đấy. Rồi hình số 27 nha mọi người, 27 100.000 cho 5 bụi lớn này. Đấy. Rồi đây là bụi đầu tiên này, đấy hoa chỉ thiên này, đó là hoa có trái này, hoa này rất thơm nha mọi người. Đấy, này mọi người lấy giống trồng về khi nó lên những cái cây mới thì lá nó sẽ rất là đẹp nha mọi người. Đấy, đó, còn những cái lá cũ này kia thì mình không quan tâm, tại vì trong rừng cái này kia nó có những cái mũi thang mùa đồ đó. Đấy thì mọi người về trồng chủ yếu lấy lá này này, đó, đó này đấy nha mọi người, hoa của nó lên chỉ thiên. Và hoa rất cứng cám nha mọi người. Đấy, cái này thế nó không có rủ nha mọi người. Em người cứ trồng nó lên như thế này thôi. Đó, đây mọi người như thế. Một này, tiếp theo bụi số 2 này. Đấy, củ nó rất là to nha mọi người. Hoa rất thơm đây nè. Đó, hoa lên như thế nha mọi người. 2 này. Rồi, bụi số 3 này. Đấy. Bụi số 4 này. Đấy. Bụi số 5 này, đó, 5 bụi kiếm tứ thời nha mọi người. Đấy. Bữa giờ khách cũng hỏi tứ thời nhiều, mà
ít có hàng này nhưng mà. Rồi hàng 28 nhưng mà 100.115 buổi. Rồi đây buổi đầu tiên này. Đó. Tiếp theo là buổi số 2 này. Tiếp theo là buổi số 3 này. Buổi số 4 này, đấy, cổ to nhưng mà. Buổi số 5 này. Buổi số 6 này. Số 7 này. Số 8 này. 9 này. 10 này. 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, đó, một phần tha hồ trồng luôn nha mọi người. Quá trời luôn, quá trời giống. Cái này trồng rất dễ nha mọi người, này rễ rất khỏe, to nha mọi người, trồng rất nhanh luôn. 28 100.000 cho 15 buổi lan kiếm tứ thời nha mọi người. Rồi. Tiếp theo ngày hôm nay em có một cái nguyên bản lâu rồi, hoàng thảo thập hoa nha mọi người. Đấy, mới có này. Đấy, cây đó. Thập hoa này nó nở hoa một mắt nó rất là nhiều bông này, đấy, khi nó nở nhiều mắt thì nó quá trời luôn này. Đấy, này mọi người tạo một cây nguyên bản như này về làm tác phẩm này, đấy, quá đẹp. Đấy, một cây nguyên bản tới mùa hoa nó nở ra rất đẹp luôn này. Rồi hình 29 nhé mọi người, đấy, hình này hình 120 cho cây nguyên bản lớn này, đấy, thân của nó đỏ âu này, đấy, này cái hoa nó sẽ rất là rực rỡ nhé mọi người. Rồi, đấy, cây nguyên bản của nó luôn này, đấy, ngồi tự nhiên như vậy nhé mọi người. Đấy, các quét hoa cũ nó rất là sai. Đấy. Rồi quá đẹp luôn, đây không thể chê cho cái tác phẩm nguyên bản thập hoa này được nha mọi người, quá đẹp. Đó, rồi tự nhiên nó mọc như thế nha mọi người. Rồi nguyên bản 120 còn thảo thập hoa nha mọi người, hình số 29. Rồi tiếp theo cũng một dòng giống thập hoa nữa, đó là hương vani nha mọi người. Hai cái dòng này rất đẹp, đấy, hương vani nở hoa này, đấy. Đấy, một chùm hoa của nó, một mắt hoa nó gồm rất là nhiều hoa luôn. Này, đây một chùm của nó này, nó ra rất là nhiều bông nha mọi người. Này, nó cứ một chùm một mắt nó ra quá trời bông luôn nè, như một suối hoa luôn. Đấy, quá đẹp. Rồi hình 30 nha mọi người, đây hương vani 100.000 cho 20 mảng lớn cộng 2 dây. Rồi. Đây là nguyên bản đầu tiên. Đấy, nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Đó, cây nguyên bản nó nhưng mà các vết hoa đen thân vẫn còn này. Đó. Rồi tiếp theo lấy nguyên bản số 2 này. Đấy. Ok rất khỏe nha mọi người. Rồi tiếp theo là đánh 2 dì. Đấy. 2 dì đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo dì số 2 nha mọi người. Rồi 2 dì hương ba đi và 2 nguyên bản nha mọi người. Đấy, hình 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Đấy. Có một phần thôi, hình 30 100 nha mọi người. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có hai cái dề lan tục đoạn nha mọi người. Đây hoa của nó đây. Đấy, lan tục đoạn thì hoa rất đẹp nha mọi người. Dạ rồi, thì mùa này thì cây em đang nụ này. Đấy, đây nó nụ hoa này. Đó, nụ quá trời trời luôn nha mọi người. Này, đấy. Cái dòng này là nó nụ xong, bắt đầu nó lên thành cái cây mới. Đây này, như cái này nè, đấy nó có hoa xong bắt đầu nó lên luôn cây mới và tạo thành cái này. Đó, cái này là nụ hoa xong rồi bắt đầu bọc lên luôn cái cây mới luôn nha mọi người. Đó là đặc điểm của tục đoạn. Hình 31 100.000 cho cây nguyên bản lớn này. Rồi. À, đây một cây nguyên bản luôn nha mọi người. Nụ quá trời luôn. Đấy. Dòng này dòng bonsai nha mọi người. Nó ra cái hoa cái thân nó gấp khúc này. Hay khá độc đáo này. Đấy, trên này có nụ nha mọi người. Đấy, một cây nguyên bản rất là to. Đấy. Đó, nguyên cái cục của nó như thế nha mọi người. Đây là tục đoạn này. Đấy. Quá trời luôn. Mọi người về chỉ việc ấy thôi, không cần phải ghép nữa. Đấy, nó đã sống sẵn rồi. Đấy, đặc biệt về chuẩn bị chơi hoa luôn nha mọi người. Rồi cây nguyên bản lớn này. Đấy, này 100 nha mọi người. Về sưu tầm. Rồi một cái dề nữa này, 32 100 cho cái dề lớn đang nụ luôn nè. Rồi. Đây thì mọi người về ghép vào một cái chỗ giá thể nào. Đấy. Một cái dề rất đẹp luôn. Đó, cây nụ chi chít luôn nè. Đấy. Đó, quá trời trời nụ này. Đó, nó nụ xong rồi bắt đầu nó lên cây con là phát triển thành cây mới luôn nha mọi người. Đó, nụ quá trời này. Đó. Cây này ra hoa trước rồi ra nụ sau. Đấy. Khá là hay. Đấy, nguyên về luôn nha mọi người. Đấy, người phải ốp vào là đẹp miên man luôn rồi. Đó, cái này thế hoa nó xõa xõa xuống đất đây nha mọi người. Đấy nè. Đó. Hoa của tục đoạn nha mọi người. Quá đẹp. Rồi, hình 32, hình 100.000 cho dì lớn tục đoạn này nha mọi người. Quá đẹp. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có ba cái phần lan kiếm bà nà nha mọi người. Đấy, cũng kiếm bà nà mà dòng này dòng lá ngắn nha mọi người. Đấy, nó thường thì nó cho ra hoa màu hồng. Đấy, lan kiếm bà nà thuộc dạng hoa to lớn nha mọi người. Đấy, hoa đẹp nha mọi người.
Rồi. Hình 33, 100.000 cho ba dài lớn nhé mày. Nãy dòng kiếm anh là thằng này. Đấy, nó có một cái loại thằng dài nữa, nhưng mà thằng này thằng ngắn. Đấy, lá ngắn, đấy, lá dài và lá ngắn. Đấy, này thường nó cho hoa màu ấy nhé mày. Rồi tiếp theo là đến nhá, về lớn số 2 này. Đó, kiếm anh này nha mày. Cái cây con thì mọc thường xuyên luôn này. Đấy, mày sao? Là như nấm luôn nha mày. Đấy. Giờ nó nhỏ như thế này thôi, nhưng mà bữa sau nó trưởng thành, phát triển thành như cây mẹ này, nó xếp về như thế này nhưng mà này, quá đẹp luôn. Đấy. Hai này, tiếp theo là đến về số 3 này. Này, nó có giá trị sống tuyệt vời nhưng mà rễ rất là to khỏe. Đấy, cây thuộc dạng cây khỏe mạnh nhưng mà rễ cũng khỏe mạnh. Đó, các cây con lớn lên nó to thành cây mẹ rồi nhưng mà cái này mới phát triển thôi. Đấy. Rồi ba dì bà nà, hình số 33, 100.000. Theo là đến hình 34, 100.000 cho ba dì luôn. Rồi đây là gì đầu tiên này, đó quá đẹp nha mày. Hãy lan kiếm mình nè, đây một loại lan đáng được sưu tầm nha mày. Rồi tiếp theo là ảnh gì số 2 này. Đó, rồi tiếp theo là ảnh gì số 3 này. Đó, ba gì lan kiếm mình nè, rất đẹp nha mày. Đây, 34, 100. Tiếp theo là đến 35, 100.000 cho 8 gì. Đó. Rồi đây là gì đầu tiên này. Đây, tiếp theo là ảnh gì số 2 này. Rồi số 3 này. Đó. Đây, và hoa rất dài nha mọi người, nó mới ra hoa xong rồi. Đây, vẫn còn cái bách màu hồng nha mọi người. Dòng này nó dễ ra hoa màu hồng nha mọi người, vẫn còn màu hồng riêng thân này. Đó, không đó, màu hồng nè. Rồi về số 3 nè, về số 4 nè, về số 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. Kiếm bà nà thân ngắn nha mọi người, lá ngắn. Đấy. Rồi 35, nãy 100.000 cho 8 gì, hôm nay em có 3 phần thôi nha mọi người. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có hình số 36, hai loại lan 100.000 cho người về sưu tầm. Rồi, một cái lan đầu tiên này. Đó, thì thằng này nó ra hoa, nó trái như thế này nha mọi người. Cái này thì tay em cũng không rõ là cái tay nhìn nhưng mà người về sưu tầm trồng chơi. Đấy. Cái này thì cũng rất là ok này nha mọi người. Rồi tiếp theo là lan thanh đạm nha mọi người, em mua lại thì cái đang nụ này, đấy hoa thanh đạm này, đấy mọi người về sưu tầm. Ở đây gì đầu tiên này, đấy gì thanh đạm đầu tiên nha mọi người, em mọi người về ghép lại thôi. Đấy. Rồi tiếp theo đánh gì thanh đạm số 2 này, đây đang nụ này, rồi về số 3 này, đấy cũng đang nụ hết nha mọi người. Bây giờ dòng này nó ra hoa xong rồi nó lên cây con luôn nha mọi người. Về số 4 này. Đây là số 5 này. Đấy. Năng nổ nha mày. Đây là số 6 này. Đó. Rồi, hai loại lan nha mày. Đây hình là hình 36, 100.000 cho người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình 37. 100.000 cho một chỉ tục đoạn và 6 dây thanh đạm nha mày. Rồi, thanh đạm. Đấy, đây là thanh đạm này, đó. Cây đang nụ hoa nha mày. Đó, mọi người về sưu tầm. 1 này. Tiếp theo là số 2 này. Về số 3 nè, về số 4 nè, về số 5 nè, về số 6 nè. Đó, 6 về thanh đạm và 1 về lan tục đoạn nha mọi người. Đấy. À, thì mùa này thì tục đoạn đang chuẩn bị có nụ, có hoa hết nha mọi người. Nên người về hết luôn. Đấy, về quá to luôn. Đấy, quá đẹp luôn. Không thể che vào được nha mọi người. Sưu tầm nha mọi người. Dòng bonsai. Đấy. Cái thằng của nó gấp khúc rất đẹp nha mọi người. Đấy, cái bonsai nó ok luôn. Đây hoa, anh nụ hoa này, đấy, nụ hoa rất nhiều nha mọi người. Đó, người về trồng ở này kia thì đã quá trời. Cái dòng này nó sai hoa lắm, nhìn nó rất là mê. Đấy. Rồi, hình 37 nha mọi người, 100.000 cho hai loại lan. Đấy. Tiếp theo, đánh hình 38, vũ nữ rừng 30 bản tục đoạn nha mọi người. Nếu cây này bà con gọi là vũ nữ rừng chứ không có tên cụ thể thì em không rõ là gì nha mọi người. Về thân lá thì nhìn cũng khá là hay nha mọi người. Đó, này nó mọc ở trên rừng nha mọi người. Rồi. Tiếp theo lấy một cây nguyên bản thanh đạm này. Đó. Thì mùa này thì nó đang có nụ này, nó nụ xong rồi nó có hoa nha. Ra hoa xong lên cây con mới đấy, nụ không này. Đấy. Rồi một cây một chị phụ nữ với một nguyên bản thanh đạm nha mọi người, về sưu tầm hình này hình 100. Tiếp theo là đến hình số 39. Combo 3 nguyên bản nha mọi người, 100.000. Đấy, gồm thứ nhất là cây lan lọng nha mọi người. Đấy. Cây lan lọng này em nhớ lại em thấy ấy nhưng mà một vị khách nhìn ấy lắm, bắt lẽ cái cây này nó khô đấy, em chẳng biết khô chỗ nào ấy, thằng lá nó như thế này thôi nhưng mà
Rồi. Đây cây nguyên bản đầu tiên này, đây tiếp theo là một cây nguyên bản kiều nha mọi người. Đó, kiều mới ra hoa rất dài này. Đấy. Đó, thân lá rất là khỏe nha mọi người. Em người về trồng thì mới lên cây con mới nữa này. Rồi tiếp theo là một cây nguyên bản thanh đạm nha mọi người. Đó. Cây nguyên bản thanh đạm, đấy, cây đang nụ này, đã chuẩn bị có hoa lên cây con mới nha mọi người. Đấy, nụ không này. Rồi ba loại như vậy, đá kiều, thanh đạm và lồng, đấy, nền 100 chúng ta về sổ tâm. Rồi tiếp theo nến hình 40 combo 5 nguyên bản này, 100.000. Đầu tiên là lan xương cá như vậy, lan xương cá này hoa cũng nhỏ nhưng mà rất là dễ thương, đấy, nó nở nhiều thì nó cũng khá hay đẹp thôi như vậy. Rồi tiếp theo lan hoàng thảo hắc mau này, anh lan này vạch đỏ tổng như vậy, vạch đỏ này, hoàng thảo vạch đỏ. Đây cũng hoàng thảo bạch đỏ nè. Rồi đây hoàng thảo bạch đỏ luôn. Rồi và một cây nguyên bản thanh đạm nha mọi người. Đó, thanh đạm mùa này thì đang có nụ nè. Đấy, thì chuẩn bị có hoa. Nụ nè. Đấy, nụ không luôn nha mọi người. Rồi, 5 nguyên bản. Đấy. Gồm bạch đỏ nè, xương cá nè và thanh đạm nè. 100.000 cho người về sưu tầm. Đây hình 40 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có một phần giáng hương tam bảo sắc nha mọi người. Đấy, hoa hay gọi là quế tháng tư nha mọi người, nở vào dịp tháng tư. Đấy, hoa chỗ em nó đậm màu nha mọi người, nó nghiêng về màu vàng hơn. Đấy, nó đẹp. Mọi người trồng ở vườn cái này kia thì nó sẽ nhìn nó sẽ mướt mát hơn nha mọi người. Đầy đủ dinh dưỡng, nước non này kia thứ nó ổn định rồi, nó bắt đầu nó phát triển bình thường thôi. Rồi hình số 41 nha mọi người, 100.000 cho 10 ngọn lớn này. Đấy. Rồi đây là ngọn đầu tiên này. Đấy. Dòng giáng hương tam bảo sắc nó như thế này thôi nha mọi người. Đấy, các lá này kia thì mọc ở trong rừng thì nó không tránh khỏi các mùi than, nhìn nó ấy, chứ còn người về trồng thì nó đi ngọn ra nè, nó đi ngọn ra bắt đầu nó đẹp miên man lại thôi. Đấy. À, tiếp theo mùa này cây động đang nụ nha mọi người, đấy. Tháng tư rồi. Rồi tiếp theo cây lớn số 2 nè. Rồi tiếp theo là số 3 nè. Rồi tiếp theo là những cây số 4 nè. Rồi tiếp theo là những cây số 5 nè. Rồi tiếp theo là những cây số 6 nè. Đó, lớn số 6 nè, này mẹ bạn một con nè. Rồi lớn số 7 nè. Đấy, này được hai ngọn rồi nha mọi người. Đây cây lớn nè. Đấy. Rồi lớn số 8 nè. Đó, này cũng một cặp luôn nha mọi người. Đó. Rồi các cái ngọn lớn giáng hương tam bảo sắc nha mọi người, đây mùa này thì cây đang nụ hết rồi, đang người về có hoa chơi, đấy hàng cây to nha mọi người, về sưu tầm giáng hương tam bảo sắc năm có một phần thôi, đấy, hình 41 nha mọi người, mọi người về chăm tưới là nó căng lá căng đồ ra thì nó rất là đẹp nha mọi người. Rồi 100.000 nha mọi người, hình 41. Rồi tiếp theo là đến hình 42, ba nguyên bản 100.000 nha mọi người, hai người về sưu tầm. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, cái này nó thuộc cái dạng lọng cái này kia đó. Đó. Mọi người về sưu tầm chơi, đấy, thì cũng khá là hay nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến nguyên bản số 2, đấy, cái này cũng em không rõ cái tay nha mọi người, nhưng mà về thân lá thì nhìn cũng mấy này, đấy, những cây này cũng thuộc dạng cây lạ nha mọi người. Rồi tiếp theo đến nguyên bản bạch đỏ này. Đó, 3 nguyên bản nha mọi người, hình 42, 100.000. Tiếp theo là đến hình 43, một nguyên bản và một dề, ba loại lan 100.000 nha mọi người. Rồi. Đây một dề này, đấy cũng có cả cây kiều nha mọi người, đấy kiều thân lá cũng khá là đẹp nha mọi người, nó mọc chung này. Đó, kiều này, đấy và mọc cùng với cây này. Đó. Rồi tiếp theo là đến cây nguyên bản thanh đạm nha mọi người. Nhưng mà thanh đạm. Rồi hình này hình 100 nha mọi người. Đấy, mọi người về sưu tầm. Mã một dề, còn có ba loại lan nha mọi người. Kiều với cái lan này với lại lan thanh đạm nha mọi người. Rồi tiếp theo là đây hình 44, combo lồng sồn 100.000. Đấy, tổng hợp các loại lan mà em còn lẻ em bỏ hết vào đây làm cho mọi người về sưu tầm này. Rồi, đầu tiên. Đấy, dòng lan này hoàng thảo ấy. Rồi bỏ cặp nhí này. Rồi lan kim điệp xuân này, rồi lan bọ cạp này, các cây này mà về trong ấy thôi.
đó, loại lan lỏng này, tổng hợp các loại lan, đấy, lan lỏng này, đó, lỏng này, rồi lan thanh đạm này, đó lan thanh đạm luôn này, đó thanh đạm này, rồi kiếm bà nà này, đó, kiếm bà nà nữa này, đó là gấm thượng hải này, đấy, đang có cái nụ này, rồi bọ cạp nhí này cũng đang có nụ luôn này. Rồi hoàng thảo thập hoa nha mọi người. Cây cũng rất đẹp này. Đấy. Rồi, đây cũng hoàng thảo thập hoa luôn này. Đấy, đẹp này. Đó, hoàng thảo thập hoa này. Đấy, hoàng thảo thập hoa này, thấy thân dài này. Đó. Rồi lan xương cá này. Đó là xương cá này. Đấy, rồi địa lan kiếm tứ thời này. Rồi lan lan nhung này. Rồi rau mực này. Đấy, rau mực này. Rau mực này, xương cá này, rau mực này, hai thân lá khá là hay. Rồi dáng hương tam bảo sắc này, dáng hương tam bảo sắc này, dáng hương tam bảo sắc này. Rồi lan thanh đạm này, hai đang nụ nha mọi người. Rồi đó là combo 44 lồng sầu nha mọi người, em người về sưu tầm. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Đấy, mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mình vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Giờ đầu bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship hàng ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Giờ đầu thống nhất ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Dạ rồi. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ kênh em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Người ta đã bỏ chút công sức vào rừng, hãy nhấn nhanh like về trong mùa sưu tầm. Và em xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người ở những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Rồi em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Rồi.